Hôm nay chúng ta cùng thống kê lại những thành tích kết thúc bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh. Rating liên tục tăng, tình tiết phim được thảo luận sôi nổi. Rating của Dã Bảng phát sóng trong 22 ngày, bảng rating Dã Bảng, các đài vệ tinh Đông Phương, Bắc Kinh giành hai vị trí dẫn đầu. Tạm thời là quán quân của năm 2022 của hai đài Đông Phương và Bắc Kinh. Rating Dã Bảng cao nhất của Đông Phương là phá 1%, cao nhất của Bắc Kinh phá 0,96%. Bảng rating giờ vàng của Đại Dữ Liệu Nghe Nhìn Trung Quốc tạm thời đạt top 1 rating của đài Bắc Kinh so với các bộ phim truyền hình đã phát sóng. Bảng rating giờ vàng của phim truyền hình các đài vệ tinh Đông Phương đạt 1,1, Bắc Kinh 1,0. 22 ngày liên tiếp, thị phần xem mạng cao nhất, kỷ lục phim chiếu thị phần cao nhất theo ngày trong lịch sử là 31,41%. 3 tuần liên tiếp, top 1 bảng tuần, bảng biểu hiện của phim phát sóng, top 1 bảng thị phần phim truyền hình chiếu đài và chiếu mạng trong 2 tuần, dẫn đầu cả hành trình, đoạn tầng thứ nhất. Nhiệt độ yêu kiêu không ngừng tăng, kỷ lục bộ phim có nhiệt độ phá 10.000 view nhanh nhất, kỷ lục nhiệt độ phim 18 ngày liên tiếp phá 10.000 view, kỷ lục người đặt xem trước nhiều nhất của nền tảng là 3,88 triệu người. Từ năm 2018 đến nay, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lọt top 1 số người đặt xem trước, top 1 quy mô người xem trong lịch sử, top 1 tương tác đạn mạc hay còn gọi là mưa bình luận cao nhất năm 2022, top 1 tổng lượng mưa bình luận trong các tập phim, bảng độ cống hiến của nhân vật tuần thứ 29 của Kawin, top 1 Hà Hạnh Phúc, top 1 bảng chung phim truyền hình tất cả nền tảng 22 ngày, Weibo xuất hiện 1.500 hot search, top 1 phim truyền hình có lượt tim cao nhất năm 2022, nhiệt độ phim tạo nên kỷ lục mới nhiệt độ phim truyền hình trong lịch sử, phim bạo có lượt xem chủ đề phá tỷ nhanh nhất năm 2022, tổng lượt xem chủ đề Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phá 12,4 tỷ, nhiệt độ phim đạt 75,6 triệu, tạo nên kỷ lục mốc nhiệt cao nhất đoạn tầng top 1. Tổng lượt xem là 3,9 tỷ, tổng lượt tim trên 45 triệu, lượt xem của video cao nhất là 115 triệu. Phim song thắng cả về nhiệt độ và bia miệng được truyền thông báo chính thống khen ngợi như Tân Hoa Xã, Nhật báo Quang Minh, báo Giám sát Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc, mạng Nhân dân, mạng Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, báo Giấy, Thời báo Hoàn Châu, Nhật báo Công nhân, Nhật báo Giải phóng, Nhật báo Phụ nữ Trung Quốc, báo Nghệ thuật Trung Quốc, thu hút chuyên gia trong các lĩnh vực ngành nghề phân tích phim. Bộ phim đã kết thúc, song Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã đạt được những thành tích thật đáng nể. Xin chúc mừng đoàn làm phim và chúc mừng Triệu Lệ Dĩnh.